Táo cả không là tháng năm mà tôi đưa thành táo kinh tế. Báo cáo mọi người thêm một việc nữa đúng rồi. Sang năm đại ca nhà tôi là bây giờ là đang chuyển hướng sang chơi TikTok đấy. Một ngày tôi xem là anh like khoảng 3k đấy, thì sang năm là bảo anh rồi, bây giờ lên TikTok là mình phải kiếm tiền đấy. Thì sang năm khả năng là sẽ hướng anh sang bán trắng răng đấy. Anh chị em nào mà răng đen, răng ố vàng, hút thuốc lá, thuốc lào mà có mùi hôi là gặp anh em tôi là tiêu miệng luôn đấy. Sau này anh cũng sẽ kinh doanh mọi người ạ. Bây giờ lên mạng để kiếm tiền mà kiếm cái... tiền chứ không kiếm chuyện nha anh em nhé. Mà cái sản phẩm này rất là hay anh em ạ. Đây là cái dòng sản phẩm men trắng răng Hitoshi, nó được chiết xuất từ đu đủ lên men đấy. Là cái này, dòng này nhá, nó hay cái như này anh em ạ. Đấy, bột nó lại màu trắng. Đấy, mày gửi là hương vị, hương vị vàng anh ạ. À. Đấy, à, thơm nhỉ? Đấy, đấy, để cho thơm. Anh đánh luôn. Ừ. Cái này anh chỉ đánh cần gì? Đây anh chỉ lấy bàn chải ướt. Anh lấy bàn chải là anh dúng cái đầu bàn chải là nước không chấm bằng. Ở đây là anh đánh thay kem anh răng luôn. Nó ra bò. Nhiều ấy ít. Đấy, cứ dúng vừa cái bàn chải thôi. Có thơm nhỉ? Sao lại thơm nhỉ? Thơm lắm. Đấy. Đấy, thuốc lá, thuốc lạc. Anh đánh thuốc lạc này, xong rồi là gì? Sang năm là làm affiliate. Là, sang năm là em sẽ làm affiliate cho anh. Anh cứ lên livestream mình gắn cửa hàng. Điều của anh chứ lên livestream. Anh TikTok này mấy cái anh không thạo, bây giờ biết chơi đâu, chứ biết gì. Là rất là chịu khó livestream mọi người ạ. Có hôm tôi thấy live đến 3k liền cơ ông anh tôi. À, lúc nào còn mấy nghìn người xem. Em lên xem nhưng mà em chào anh không bao giờ anh đấy, bởi vì tính sao? Tính nhanh, tính nhanh, tính nhanh, chào. Không biết là mình vẫn nó đông quá. Đông nó chạy nhanh như này. Mình buồn ấy, em chào anh khác nó đã chạy. Chạy từ tít thì đâu rồi, chào ai đâu em. Toàn thấy ông anh nó chưa ôi thổ bình. Tặng hoa nhiều, tặng đồ nhiều. Tặng hoa nhiều, tặng đồ. Sao sửa làm idol TikTok nha mọi người. Chuẩn bị là tất cả trang một trang mới là vào kênh gọi là online chưa? Là gì đó bố chùm của mafia internet đấy, báo cáo nha. Mà lên lần này lên mạng là không phải là lên liên thiên mà lên là lên kinh doanh, lên kiếm tiền, là lên kiếm tiền, nên là idol Dũng nhá mọi người nhá. Không gì đâu anh này lên trên mạng bây giờ gọi là idol. Ok anh em nhá. Rồi nhá, chào mọi người nhá, chúc mọi người năm mới.